Cho chị Đường xem thêm. Ok. Now, we take the breathe. Ok, tôi nghĩ là anh ấy đã sẵn sàng rồi mọi người ơi. Ok. Chúng tôi chỉ nói một phút thôi mọi người ơi, chỉ một phút thôi mà chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Như mọi người chúng ta biết trước đó chúng